Cảnh sát Liên bang Australia hôm nay thông báo về việc bắt giữ một cặp vợ chồng mang hai quốc tịch Australia và Nga với tội danh chuẩn bị làm gián điệp cho Nga. Theo Cảnh sát Liên bang Australia, người vợ 40 tuổi làm việc cho quân đội Australia, song không thông báo cho cơ quan chức năng về việc về thăm Nga. Trong thời gian ở Nga, người vợ đã gọi điện thoại về Australia cho chồng và hướng dẫn cách thức vào tài khoản của cơ quan để truy cập tài liệu và gửi cho bà. Chúng tôi buộc tội người chồng tiếp cận tài liệu không được phép và gửi cho người vợ ở Nga. Họ đã tìm kiếm thông tin với ý định cung cấp cho chính quyền Nga. Tuy nhiên, việc thông tin đó đã được chuyển đi hay chưa vẫn là trọng tâm chính trong cuộc điều tra hiện nay. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan tình báo Australia cho biết nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa thực sự về tình báo với việc nhiều quốc gia tìm cách đánh cắp bí mật của nước này. Hai người sẽ phải ra hầu tòa trong hôm nay và đối mặt với tội danh chuẩn bị làm gián điệp với mức án tối đa là 15 năm tù. Thưa quý vị, kể từ ngày 15 tháng 7, Thái Lan sẽ triển khai chương trình thị thực mới, miễn thị thực cho công dân đến từ nhiều quốc gia hơn, đồng thời áp dụng các biện pháp cấp thị thực ngay tại cửa khẩu nhằm thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế nước này. Theo đó, thì danh sách mới các quốc gia đủ điều kiện được miễn thị thực vào Thái Lan sẽ tăng từ 57 lên 93, được phép lưu trú tại Thái Lan không quá 60 ngày. Thái Lan cũng sẽ tăng gần gấp đôi số quốc gia, từ 19 lên 31 quốc gia đủ điều kiện được cấp thị thực khi nhập cảnh. Những biện pháp mới được triển khai theo tinh thần nghị quyết đã được nội các Thái Lan nhất trí về nguyên tắc vào tháng 5 vừa qua, nhằm kích thích nền kinh tế và tăng cường thu hút du lịch. Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Washington DC vừa chính thức bế mạc sau 3 ngày họp. Các nước đồng minh đã quyết định tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và phòng thủ, đặc biệt là củng cố sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn kéo dài, việc hỗ trợ Ukraine tiếp tục trở thành trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Các nước đồng minh đã nhất trí cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn cho Ukraine với mức cơ sở tối thiểu là 40 tỷ euro trong năm tới. Nhiều nước cũng có những cam kết viện trợ riêng với quốc gia Đông Âu này. Theo đánh giá của giới phân tích, dù chưa đạt được mục tiêu cao nhất tại hội nghị thượng đỉnh lần này, đó là nhận được lời mời rõ ràng về việc gia nhập liên minh trong tương lai, song điều mà Ukraine nhận được lại là nhiều khoản cam kết viện trợ hơn từ NATO, điều sẽ giúp Ukraine mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn. Tại hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta đang đặt nền tảng để Ukraine có thể chiến thắng. Các đồng minh NATO đã thông qua một gói viện trợ thiết thực và mạnh mẽ cho Ukraine, bao gồm các cam kết hỗ trợ an ninh lâu dài. Hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo cùng với Ukraine, khẳng định rõ ràng rằng sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine được xây dựng để tồn tại lâu dài và rằng tương lai của Ukraine nằm trong NATO. Về phía Nga, giới chức nước này đã có phản ứng gay gắt ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tuyên bố chung của các lãnh đạo NATO và các động thái của tổ chức này tại hội nghị thượng đỉnh cho thấy phương Tây không ủng hộ đối thoại và bản thân liên minh này là một công cụ đối đầu. Những hành động hỗ trợ quân sự của NATO cho Ukraine sẽ đòi hỏi một phản ứng thận trọng, phối hợp và hiệu quả từ Nga để kiềm chế khối quân sự này. Liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Gazulin vừa cho biết Nga sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai về Ukraine nếu được mời. Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên do Thụy Sĩ tổ chức với sự tham dự của đại diện 92 quốc gia vào tháng trước. Trong bối cảnh Ukraine cho biết muốn tổ chức hội nghị tương tự vào cuối năm nay, có thể ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, và đại diện Nga có thể được mời. Nga khẳng định sẽ không tham dự và một hội nghị không có Nga sẽ thất bại. Trước đó, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột nhưng chỉ với điều kiện Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận 4 tỉnh mà Nga đã sáp nhập. Truyền thông quốc tế ngày hôm nay nói nhiều về những phát ngôn nhầm lẫn của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khuôn khổ các cuộc gặp và họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra ở Washington. Được đánh giá là sự kiện rất quan trọng, có thể quyết định cảm nhận của cử tri Mỹ với khả năng lãnh đạo của mình, ông Biden lại mắc sai lầm. Không phải nội dung chính của hội nghị NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới là tâm điểm trên các bài báo hôm nay vì liên tục có những phát ngôn nhầm. Gọi nhầm Tổng thống Ukraine Zelensky thành Tổng thống Putin khi công bố thỏa thuận tại hội nghị NATO ngay trước cuộc họp báo quan trọng nhằm trấn an cử tri.
Và bây giờ tôi muốn trao thỏa thuận này cho Tổng thống Ukraine, người có lòng can đảm cũng như quyết tâm. Thưa quý ông, quý bà, Tổng thống Putin, ông sẽ đánh bại Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky. Có lẽ do tôi quá tập trung vào việc đánh bại Putin. Nhầm lẫn này xảy ra chỉ vài giờ trước khi ông Biden tổ chức cuộc họp báo lần đầu tiên một mình đối mặt báo chí kể từ tháng 11 năm ngoái. Sự kiện được kỳ vọng là nơi ông Biden xoa dịu nỗi lo ngại của Đảng Dân Chủ về khả năng lãnh đạo và tranh cử của mình. Kết quả, ông lại gọi nhầm tránh văn phòng Nhà Trắng là Tổng Tư lệnh, gọi nhầm bà Kamala Harris là Phó Tổng thống Trump. Hãy nhìn xem, tôi sẽ không chọn Phó Tổng thống Trump làm phó tướng cho mình nếu tôi nghĩ bà ấy không đủ khả năng làm Tổng thống. Dù liên tục nhận được câu hỏi về sức khỏe từ các phóng viên, Tổng thống Mỹ khẳng định mình vẫn đủ năng lực lãnh đạo, đồng thời tuyên bố không từ bỏ cuộc đua. Mỗi ngày, tôi đều được những bác sĩ giỏi theo dõi chặt chẽ. Nếu họ nghĩ rằng có vấn đề, nếu họ nghĩ rằng tôi nên khám sức khỏe tâm thần, tôi sẽ làm. Nhưng hiện chưa ai yêu cầu tôi làm điều đó cả. Đảng Dân Chủ đang ngày càng hoài nghi về cơ hội tái đắc cử của ông Biden. 17 hạ nghị sĩ cùng một thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ mới đây đã kêu gọi ông Biden dừng chiến dịch tranh cử. Một cuộc thăm dò được công bố ngày hôm qua cho thấy hơn một nửa cử tri Dân Chủ và 2/3 cử tri Mỹ cũng ủng hộ điều này. Thưa quý vị, quân đội Israel vừa lần đầu tiên công bố kết quả của cuộc điều tra về những sai sót an ninh của chính họ trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Báo cáo thừa nhận lực lượng này đã không thể bảo vệ người dân Israel ở ngôi làng Be'eri, giáp Gaza, một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo báo cáo, quân đội Israel không được chuẩn bị cho kịch bản các tay súng Hamas xâm nhập ồ ạt vào Israel, thiếu lực lượng tại chỗ, không có hình ảnh rõ ràng về các sự kiện cho đến trưa cùng ngày, không đưa ra cảnh báo chính xác cho người dân Be'eri và không có sự phối hợp chiến đấu. Lực lượng phòng vệ Israel đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ người dân ngôi làng Be'eri. Thật khó khăn khi phải nói ra điều này. Lực lượng phòng vệ Israel lẽ ra phải bảo vệ người dân, nhưng thật không may, chúng tôi đã không ở đó khi họ phải đối mặt với những kẻ khủng bố. Trong vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái, ngôi làng Be'eri có hơn 100 người thiệt mạng, trong tổng số khoảng 1.000 cư dân và 32 người bị bắt làm con tin. Ngôi làng này chỉ còn 11 người đang sống tại đây. Cuộc điều tra đã xem xét hàng loạt sự kiện trong ngày xảy ra vụ tấn công, bao gồm việc giao tranh và các hoạt động của lực lượng an ninh. Một số chi tiết đã được nhiều phương tiện truyền thông khác tiết lộ vài tuần sau vụ tấn công. Tuy nhiên, cuộc điều tra không tìm thấy lỗi trong vụ xe tăng Israel bắn vào một ngôi nhà nơi Hamas đang giam giữ khoảng 15 người làm con tin. Đây là vụ việc vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận Israel vì đã gây tổn hại cho dân thường.